Bốn hoa hậu số khổ của TVB, Lý San San bán Vương Miện, Đàm Tiểu Hoàn buôn cá. Mỗi lần nhắc đến hoa hậu, chúng ta thường nghĩ ngay đến những cô gái xinh đẹp, lung linh luôn được các thiếu gia hay đại gia vây quanh. Thế nhưng, có không ít nàng hậu xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp của Hồng Kông lại vất vả, lận đận vô cùng, họ cũng phải chạy ăn từng bữa, đối mặt với đủ sóng gió cuộc đời khiến công chúng tiếc nuối không thôi. Lý San San. Lý San San là hoa hậu Hồng Kông năm 1996, ra mắt trong giai đoạn hoàng kim của TVB. Cô cũng được ưu ái góp mặt trong rất nhiều dự án phim hot như Liệt Hỏa Hùng Tâm hay Truy Tìm Bằng Chứng. Tuy nhiên, vì diễn xuất không quá nổi bật mà dù cố mãi thì Lý San San vẫn chẳng thể đình đám được. So với sự nghiệp thì chuyện đời tư của cô khiến báo giới tốn nhiều giấy mực hơn. Lý San San từng hẹn hò với Tiền Gia Lạc nhưng rồi lại rơi vào loạt lùm xùm ham phú phụ bần. Kết quả là sau vài năm hẹn hò với những lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai, Lý San San quay về với cuộc sống độc thân, sự nghiệp cũng tuột dốc không phanh. Lý San San của hiện tại đã rời làng giải trí vì bệnh tật. Cô mắc bệnh khó chữa nên cân nặng thay đổi thất thường, nhan sắc lẫn sức khỏe đều tuột dốc. Chẳng những thế, vài